thiết với Mark Zuckerberg, nhưng đã quay lưng để chỉ trích Facebook. Bạn không thể quản lý một xã hội hàng tỷ người dùng nếu không có một vài kẻ thù. Nhiều người đã hài hước nói như vậy về vai trò của Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO mạng xã hội Facebook. Để xây dựng đế chế Facebook với hàng tỷ người dùng như hiện nay, Mark Zuckerberg đã cần đến rất nhiều đồng đội thân thiết, từ những nhà đầu tư ban đầu, những người đồng sáng lập đã cùng anh xây dựng nên Facebook và những nhân viên thân tín giúp phát triển mạng xã hội này. Tuy nhiên, không ít người từng là đồng đội thân thiết với Mark Zuckerberg cuối cùng lại quay ra chỉ trích thậm tệ Facebook, một phần chính vì sự khác biệt trong quan điểm quản lý mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Roger McNamee, người từng đầu tư vào Facebook, nhưng sau đó cảnh báo về sự kinh khủng của Facebook. Roger McNamee là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Facebook khi mạng xã hội này mới chập chứng xuất hiện. McNamee sau đó còn đóng vai trò cố vấn cho Mark Zuckerberg khi vẫn còn là một chàng thanh niên còn bỡ ngỡ trên thương trường. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 2018, không lâu trước khi vụ bê bối Cambridge Analytica khai thác thông tin của hàng chục triệu người dùng Facebook bị phát giác, Mark đã cảnh báo rằng Facebook đã trở nên độc hại với người dùng, thậm chí còn xuất bản một cuốn sách với tiêu đề giúp kết thực dậy với thảm họa Facebook để mô tả sự kinh khủng của mạng xã hội này. Justin Rosenstein, cựu nhân viên Facebook, người đã phát minh ra nút like, không muốn sử dụng Facebook, Nút bấm like là một trong những đặc trưng của mạng xã hội Facebook, được Justin Rosenstein, một trong những nhân viên đầu tiên của Facebook, sáng tạo ra vào năm 2007, trước khi rời bỏ công ty để bắt đầu sự nghiệp riêng vào năm 2008. Trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ báo The Guardian, Rosenstein cho biết đã hối hận vì sáng tạo ra nút bấm like trên Facebook và gọi nút bấm này chỉ mang lại những điều thú vị giả tạo. Nhà đồng sáng lập Facebook Reid Hill tin rằng Facebook đã đến lúc phải bị giải tán. Rich Hill là một trong những nhà đồng sáng lập của Facebook, nhưng cũng đã cảm thấy về không hài lòng về cách thức vận hành của mạng xã hội này và kêu gọi giải tán Facebook. Trong một bài viết của mình trên tờ báo The New York Times hồi đầu tháng này, Hill đã bày tỏ sự lo ngại về quyền lực quá lớn của Mark Zuckerberg khi nắm trong tay cả ba nền tảng mạng xã hội lớn là Facebook, Instagram và WhatsApp. Hill cho rằng hiện Zuckerberg là người có quyền lực lớn nhất ở cả trong các doanh nhân lẫn các chính phủ mà không ai có thể kiểm soát được. Brian Acton, nhà đồng sáng lập WhatsApp, kêu gọi mọi người xóa Facebook. WhatsApp là thương vụ lớn nhất mà Facebook từng thực hiện khi chi ra đến 19 tỷ đô la Mỹ để mua lại ứng dụng nhắn tin này vào năm 2014. Hai nhà đồng sáng lập của WhatsApp là Brian Acton và Jan Koum đã chuyển sang làm việc cho Facebook sau thương vụ, nhưng sau đó cũng đã rời đi. Brian Acton đã rời khỏi Facebook vào năm 2017, mà theo nhiều nguồn tin là vì những bất đồng quan điểm với Mark Zuckerberg về cách khai thác thông tin của người dùng. Vào hồi tháng 3 năm 2018, Brian Acton cũng đã lên tiếng kêu gọi người dùng xóa tài khoản Facebook vì những lo ngại vấn đề riêng tư và thông tin cá nhân đang bị mạng xã hội này khai thác. Chủ tịch sáng lập Facebook, Sean Parker cảnh báo về sự ảnh hưởng của Facebook với sức khỏe tâm thần. Sean Parker là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Facebook và sau đó đã trở thành chủ tịch đầu tiên của mạng xã hội này. Trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ báo Axios vào năm 2017 đã khẳng định rằng những người sáng lập Facebook biết được họ sẽ tạo ra một thứ gì đó gây nghiện cho con người và sẽ có hại cho trẻ em. Đó thực sự là một con quái vật và tôi đã giúp tạo ra nó. Facebook thực sự thay đổi mối quan hệ của bạn với xã hội. Với những người khác, nó sẽ can thiệp vào năng suất làm việc theo những cách lạ lùng. Chỉ có Chúa mới biết được nó sẽ làm gì với trí não của con em chúng ta. Xin Parker cho biết Sin Parker cũng khẳng định rằng Facebook được thiết kế để khai thác lỗ hổng tâm lý của người dùng thông qua cách mọi người liên tục đăng bài lên Facebook để có được nhiều lượt, thích và nhận xét hơn từ những người dùng khác, tạo cảm giác như thể họ đang được quan tâm trên Internet. Cựu giám đốc cấp cao khuyên mọi người tránh xa Facebook. Cũng như Sin Parker, Chamath Palihapitiya, cựu giám đốc của Facebook, cũng đã bày tỏ sự lo ngại của mạng xã hội này có thể làm ảnh hưởng đến các chuẩn mực và sự vận hành của xã hội. Chamath Palihapitiya gia nhập Facebook vào năm 2007 và trở thành phó chủ tịch phụ trách phát triển người dùng trước khi rời bỏ mạng xã hội này. Phát biểu tại buổi nói chuyện trường đại học Stanford vào năm 2017, Chamath Palihapitiya cho biết cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã giúp để xây dựng nên Facebook. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo nên những công cụ để tàn phá kết cấu vận hành của xã hội", Palihapitiya nhận định. "Đây không phải là vấn đề đơn thuần của một quốc gia nào, đây là vấn đề của toàn cầu." vị cựu giám đốc của Facebook cũng khuyên mọi người nên tránh xã mạng xã hội, không riêng gì Facebook, đồng thời khẳng định sẽ không cho các con mình sử dụng Facebook và sẽ hạn chế bản thân sử dụng Facebook càng ít càng tốt. Đồng sáng lập Instagram rời bỏ Facebook vì những bất đồng. Trước WhatsApp thì Instagram là thương vụ lớn nhất mà Facebook đã từng thực hiện, khi mua lại mạng xã hội hình ảnh này với giá 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012, sau thương vụ. Hai nhà nhà sáng lập Kevin Sitrom và Mike Krieger của Instagram đã chuyển sang làm việc cho Facebook. Tuy nhiên sau 6 năm gắn bó, cả hai nhà sáng lập Instagram là Sitrom và Krieger đều đồng loạt từ chức và rời khỏi Facebook vào tháng 9 năm 2018. Nguyên do thực sự của quyết định này vẫn chưa được rõ ràng. Tuy nhiên trong một bài trả lời phỏng vấn, Kevin Sitrom đã bóng gió về quyết định của mình. Không ai rời bỏ một công việc khi mọi thức vẫn đang tuyệt vời. Đúng chứ? Nhiều nguồn tin cho biết các nhà đồng sáng lập Instagram đã có bất đồng với Mark Zuckerberg về cách thức vận hành của Instagram, đặc biệt là cách thức khai thác và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Nhân viên được yêu thích tại Facebook rời bỏ công ty vì sự khác biệt. Reed Cox, từng là giám đốc sản phẩm tại Facebook và được đánh giá là một trong những nhân viên được yêu thích nhất mạng xã hội này, tuy nhiên đến tháng 3 năm 2019, Cox đã quyết định từ chức và rời khỏi Facebook. Reed Cox chưa từng công khai chỉ trích Facebook. Tuy nhiên tiết lộ rằng những bất đồng quan điểm về hướng đi của Facebook với ba nền tảng chính của hãng, Facebook, WhatsApp và Instagram là những lý do chính khiến Cox rời bỏ công ty. Nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin bất đồng quan điểm từ những ngày đầu tiên. Khác với những nhân vật kể trên, nhà đồng sáng lập Eduardo Saverin không lên tiếng chỉ trích Facebook cũng như không bất mãn về cách quản lý mạng xã hội này của Mark Zuckerberg, mà Saverin đã không còn là đồng đội của Zuckerberg từ những ngày đầu tiên khi Facebook mới thành lập. Vào thời điểm Facebook mới bắt đầu được xây dựng, Saverin, bạn học của Zuckerberg tại trường Harvard, là một trong những người đầu tư tài chính để Zuckerberg xây dựng và phát triển Facebook. Tuy nhiên, sau đó Zuckerberg đã tìm cách gạt Saverin ra khỏi dự án của mình. Một cuộc chiến pháp lý kéo dài sau đó để Saverin đòi lại quyền lợi của mình tại Facebook. Sau đó Saverin đã được Facebook khôi phục lại vai trò là nhà đồng sáng lập của mạng xã hội này và nắm giữ một phần cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, sau vụ việc đó, Saverin và Zuckerberg cũng không còn là những người bạn của nhau. Tê Thùy